dây mong chờ ngày hôm nay đến rồi. Lúc em thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao, ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa đời anh. Tiếng chuông ngân lên giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rồi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay xiết hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhất. Xa xa trong giấc mơ anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất, và hôm nay bầu trời trong xanh lần.
mừng và rồi gặp được em làm lòng anh ấm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn, mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc, chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc nên vỡ trời. Người ơi, em mơ về anh đã bao ngày, một người yêu em và thương em. Chờ anh, em đã chờ lâu lắm, biết không người em chờ là người cho em ngày bình yên. Ngày mai em là cô dâu mới, ngày mai em mong chiếc áo dài chồng, ngày mai em cười thân hạnh phúc, ngày mai em được ở bên người mà em yêu. Ôi em thương anh, em yêu anh yêu vô bờ. Ôi em mong anh, em nhớ anh đến từng giây. Người đã đến bên anh một ngày, rời ấm anh qua đêm đông dài. Từ anh bắt đầu trao nhau, lòng em đã thầm yêu anh. Từ hôm ấy em mong nhớ nhiều, nhìn mắt ai nói lên bao điều. Dường như đã từ bao lâu, mình sinh ra dành cho nhau. Giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Ngày này tháng tốt thì cũng được vị trí khoảng hai cháu, cũng như là cháu Hoàng và cháu Ly, cũng như là hai cháu đẻ này. Vị trí cho phép tôi là trai, tôi có sắm và nghi lễ theo phong tục địa phương. Ngày này là có lễ ăn hỏi và lễ cưới, và có cái nghi lễ của địa phương như đây ở cháu Vân. Thì về nghi lễ thì là gia đình nhà Nằm Thành sắm lễ, thì có cái gì còn khiếm khuyết thì mong các cụ các ông các bà thông cảm bỏ qua. Thì báo cáo với các cụ ông bà lên về hôm nay thành phần dễ thì là tôi là bác của cháu và đại diện cho ông nhà trai. Đây còn đây là chú ruột của cháu, và đây là bố của cháu, bố đẻ cháu Hoàng, và đây là mò của cháu. Báo cáo với các cụ các bà thì có cái gì là mong các cụ các bà thông cảm. Trước hết xin được
tôi là ông Dượng và ông Ly. Đây còn đây là đây ông nội. Còn đây là bác con gái, bác còn mẹ. Còn đây là bố Ly. Tiếp theo là mẹ Ly. Thay mặt rồi bây giờ đẹp nhất quý vị cách mặt ngày hôm nay ngày lành tháng tốt ngày nhà trai sang thư tuyện. Tôi biết là gia đình không tốt nhưng mà có lời cảm ơn bên nội nhà trai đã có sự chuẩn bị chu đáo. Thay mặt nhà gái tôi xin nhận lễ và chính thức nhận cháu Hoàng làm con rể ông Minh bà Lịch là cháu dòng họ chúng tôi. Và cũng kể từ cái cũng cho phép rồi cũng là cho phép là nhà trai cháu đi để tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Và cũng là từ bây giờ phút này để đi thì hai cháu là đâu là trong nhà thì hai cháu còn rất là trẻ, mong là hai bên gia đình nhắc nhở giúp đỡ cháu trở thành dâu hiền con thảo cho cháu. Báo cáo với cụ này thì qua ý kiến của bên nhà gái thì báo cáo là thì hôm nay cũng đã là các nhà gái đã nhận cháu Hoàng là gái mà chúng tôi đã nhận là cháu Ni là dâu con chúng tôi. Thế là các cụ nói chung là các cụ nói là làm cha làm mẹ thì ai cũng mong cho con mình hạnh phúc. Đấy. Thế thì riêng chúng tôi ở dưới nhà trai là cháu Ni là chắc là các ông cơ các cụ ông bà thì cũng chưa biết nhà như cháu đã đi lại mà chị cháu rồi. Chúng tôi thì cũng là rất là quý con quý cháu. Đấy, cái việc nọ kia thì tất cả hai bên kể cả là cháu Hoàng và cháu Ni có về đây thì các cụ cũng trách hai bên gọi là các cụ ngày xưa nói là đấm đấm chồng quy chung, đúng không? Thì mong là các cụ cũng tiếp tục là dạy bảo thêm kể cả cháu Hoàng để các cháu mà hai bên chúng ta có trách nhiệm. Thế thì cháu cũng không biết nói hết là cũng chúc tức là hai bên gia đình ta mạnh khỏe hạnh phúc và xin thành cảm ơn. Cũng là mai là đi hơn thì về kém thì khoảng 3 giờ kém thì giờ chúng tôi xin phép là về đấy mời thế là các cụ có bà cố gắng tạo điều kiện một chút thời gian về thế là dưới nhà trai để dự hôn lễ cùng với gia đình chúng tôi để các cụ báo trước các cụ để các cụ nắm được cái lịch trình. Chiều vàng thu rơi ngày.
dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau. Hỡi em yêu, anh
chỉ muốn nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh với em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi chưa bao giờ nguôi, mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Chỉ cần có nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trở về đây chúc mừng hạnh phúc, chúc mừng tình cảm thông gia giữa hai nhà của chúng tôi trước mặt khán phòng của gia đình. Đó là hiện diện của dấu hiệu dễ thảo của Tân Lang, của Tân Đường. Xin cảm ơn quý vị đã trở về đây, đã gắn kết một miền hạnh phúc. Thay lời cảm ơn, thay lời chiên nó thì ngay bây giờ xin mời chú rể con dâu hãy cùng nắm tay nhau thật chặt để khoảnh khắc này hãy hòa mình cúi đầu thật sâu. Thay lời cảm ơn và chiên của mình, 3, 2, 1, xin mời. Và ngay giờ này, xin thưa quý vị, tình yêu cho ta những ngọt ngào, những hoa trái, những lắng đọng để yêu thương. Nhưng hòa lẫn với đó, cũng có rất nhiều xúc cảm ở trong lòng. Để rồi, trong cuộc đời này, có một tình cảm cho chúng ta ở đó mãi mãi là sự tự tâm. Chỉ cho đi không nhận lại bao giờ, xin thưa đó là tình cảm của những đấng sinh thành. Những người làm cha, làm mẹ kính mến và người xưa từng hay nói rằng, công cha, nghĩa mẹ, ơn dày, vì những non biển hàng ngày chớ quên. Dù ai có được tuổi tên nhớ ơn cha mẹ mới lên phần mình. Ngay giờ đây xin mời gia đình thông gia giữa nhà, xin mời người bố, người mẹ của chú rể sẽ trở về sân khấu, cùng với đó người chị gái và người bố của cô dâu. Xin mời, xin mời người bố, người mẹ của chú rể và cũng như người bố, người chị gái của cô dâu. Xin mời gia đình thông gia phái đoàn của gia đình nhà trai sẽ vui lòng trở về bên phía chú rể. Gia đình thông gia phái đoàn của gia đình nhà gái sẽ vui lòng trở về bên phía cô dâu. Ngay bây giờ đây, để gắn kết tình cảm thông gia giữa nhà, xin mời gia đình thông gia sẽ vui lòng hướng về nhau. Hãy dành cho nhau một chiếc bắt tay thật chặt, xin lỗi. Chúng ta sẽ vui lòng dành một tràng pháo vỗ tay thật lớn để chúc tình cảm thông gia giữa nhà sẽ mãi dài lâu. Xin mời. Kính thưa quý vị, yêu và cưới, đó là một quy luật của hạnh phúc, một quy luật của tình yêu. Để khoảnh khắc này chúng ta có thể nói rằng hôm nay sum họp chúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trong năm. Và hôm nay tứ hải giao tình tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Quý vị đang trải nghiệm bức tranh muôn màu từ khán phòng của gia đình chúng tôi. Xin thưa, đó là bức tranh của tình yêu. Và ngay bây giờ đây, hòa chung với ánh nắng ngoài trời của mùa hạ năm nay, năm 2022. Hòa chung với muôn ngàn tiếng tay các gọi bầy với bao nhiêu chim xây tổ ấm, thì ngay bây giờ chúng tôi xin được long trọng và tuyên bố lễ thành hôn chúc mừng cho chú rể Lê Hoàng và cô dâu Hoàng Ly tại khán phòng của gia đình nhà trai. Xin phép được long trọng bắt đầu. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Đủ nắng thì hoa sẽ nở, đủ gió mây sẽ bay và đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đồng đầy. Giờ đây xin chào mừng toàn thể quý ông bà và anh chị em sẽ hướng về tất cả cung bậc cảm xúc đủ đầy trong ngày cưới, hứa nguyện với nhau dù mai kia sông cạn đá mòn vật đổi sao rời, tình cảm vợ chồng dành cho nhau không khi nào thay đổi. Ngay bây giờ qua sự chứng kiến của những đấng sinh thành của hai bên gia đình thông gia và toàn thể quý vị, xin mời chú rể con dâu sẽ trao gửi vòng nhận cưới cho nhau. Xin mời. Để tình cảm vợ chồng dành cho nhau không khi nào phai nhạt, vòng tròn không có điểm dừng, mãi mãi tháng ngày của yêu thương, dâu hiền dễ thảo đang gửi trao giờ phút này. Xin mời chú rể con dâu hãy cùng dang thật rộng cánh tay của mình, hãy xích lại gần nhau hơn nữa. 3,
2, 1 và chúng ta sẽ vui lòng dành một tràng pháo vỗ tay để chúc mừng hạnh phúc. Xin mời quý vị. Kính thưa quý vị, chúc bà sẽ mãi trường thọ trường tồn bền lâu, mãi mãi phúc như Đông Hải thọ tựa Nam Sơn. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Xin cảm ơn món quà của bà trong ngày hạnh phúc hôm nay. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Đấng sinh thành, những người làm cha làm mẹ đang gửi tặng tới hai con trẻ món quà ý nghĩa trong ngày cưới hạnh phúc này. Sau món quà của người bố, đón chào món quà của người chị gái của cô dâu sẽ trao gửi tới hai em trong ngày hạnh phúc. Và lúc này chúng ta có thể nói rằng nhà sâu nhà rể đâu xa, hai bên kết nghĩa dầu hòa trăm năm. Và nhà trai nhà gái cũng đã gần rồi, hai bên kết nghĩa tình sâu đậm đà. Xin thay lời cho những người làm chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay, xin được kính chúc tình cảm thông gia giữa hai bên gia đình mãi mãi đậm đà và hai nhà thành một. Và ngay bây giờ trở lời của chú rể cô dâu xin được chào mừng món quà hiệp nhất của toàn thể quý vị sẽ chúc mừng thầy chú rể cô dâu trong ngày cưới. Xin cảm ơn quý vị. Và ngay giờ đây xin mời chú rể cô dâu sẽ trở về. Tầng bánh thứ hai đó là yêu thương của chia sẻ, gắn kết của hạnh phúc, vĩnh cửu của tình yêu. Xin mời. Và để rồi tầng bánh trên cùng đó sẽ là đỉnh cao chân chính của tình yêu, một lâu đài uy nghi và lộng lẫy sau một cờ loan phòng khán phòng chào mừng hạnh phúc của hai bạn trẻ. Cuộc đời sẽ là bức tranh đẹp khi ta sống cho ngày mai. Và người ta thường hay nói rằng hạnh phúc của tương lai đó là nụ cười của quá khứ. Ngay bây giờ, trong sự chuyển giao từ quá khứ đến hiện tại, quý vị sẽ đón chào những gam màu của yêu thương tuôn trào trong ngày cưới qua nghi lễ khai rượu sông tay. Kính thưa quý vị, hạnh phúc đó không phải là một điểm đến, nó sẽ là một chặng hành trình, một con đường có rất nhiều khó khăn, gian nan và thử thách. Nhưng để rồi bằng tương lai, ước mơ, lý tưởng của tuổi trẻ, họ sẽ bảo tồn hạnh phúc gia đình trong yêu thương. Và ngay bây giờ, xin mời hai em hãy cùng chung tay cao tay, hãy đong đầy thác rượu hồng của tình yêu. Và xin được chào mừng những gam màu của yêu thương. Màu trắng khởi nguồn cho vạn vật, màu đỏ tượng trưng tương lai, hoặc sống giàu sang quý phái đang lan truyền trong thác rượu hôm nay. Muôn suối như dồn về một sông, muôn sông như dồn về biển lớn, Nam Sơn tứ hải giàu bằng hữu, gia đình hai họ tình tình niên lên nghĩa thâm gia. Xin chúc mừng tình cảm thâm gia giữa anh nhà. Chúc mừng quý vị một buổi sáng an lành, vui vẻ, hạnh phúc tại khán phòng gia đình chúng tôi. Xin đón chào trên sân banh tình yêu thứ hai. Xin mời hai em sẽ đong đầy hai ly rượu ra môi, bốn ly rượu tri ân. Xin cảm ơn. Thay lời tri ân, thay lời cảm ơn của mình, xin mời chú rể sẽ dâng tới hai ly rượu tri ân tới gia đình thông gia, phái đoàn của gia đình nhà gái. Xin mời. Để nguyện hứa thành tràng dày thảo, mãi yêu thương, che chở, đùm bọc cho người vợ của mình. Và chúng tôi xin mời cô dâu với hai ly rượu tri ân. Cảm ơn. Và ngay bây giờ quý vị ơi, chúng ta hãy cùng lâng ly với khán phòng gia đình chúng ta. Sẽ có những tiếng xô thật lớn để khán phòng của gia đình được không quý vị? Em xin xin được bắt nhịp ạ. 1, 2, 3. Lớn vào ạ. 2, 3. Xin chúc mừng hạnh phúc. Chúc quý vị một bữa tiệc ngon miệng tại khán phòng gia đình chúng tôi. Bên em anh say trong hạnh phúc, đôi môi em anh ngỡ cánh
cho những người làm chương trình. Thanh Vân xin được gửi tới toàn thể quý quan khách lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Chúc quý khách có một bữa tiệc ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên. Sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu, dành cho chúng ta một đêm nhớ cho nhau, giây phút khát khao hát cho tình yêu. Dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nói
sẽ chung sống suốt đời. Phải không em ơi, anh ước mơ lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi, chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mãi về sau thân.